Hello anh em, chào mình em về kênh. Chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu bot mới trong phiên bản này nào. Thì khu vực đánh bot ở đây nhá. Thì bạn sẽ cần di chuyển đây để đi vào khu vực này. Con bot có tên là Rồng Điện Báo Vạn Kiếp. Rồi. Thì để đánh bot bạn sẽ cần trang bị nhân vật hệ cầm cung nhé. Thì nếu nó vô cơ chế thì sẽ bắn hạ được. Còn nếu mà đạp nhanh quá thì không cần, có nghĩa là bạn quẹt quẹt mấy cái là nó chết cực lẹ mà nó không kịp vô cơ chế thì không cần xài nhân vật cầm cung đấy. Ngoài ra nó còn có một cái cơ chế nữa, lát tôi sẽ nói sao. Nó chuẩn bị vô cơ chế thì nó sẽ làm cái động tác này đấy, nó năng lượng và bắn năng lượng ra. Thì nếu bạn sát thương bằng nó bằng nguyên tố gì quá nhiều á thì nó sẽ tăng kháng nguyên tố với nó lên. Thì ví dụ tôi quýt nó bằng roi thì nó sẽ tăng kháng roi lên đấy. Rồi khi vô cơ chế thì bay thì bạn phải nhắm được cái điểm gì này đấy, thì bắn đủ 2 cái thì nó sẽ bị té xuống. Gotcha. Things are about to get dicey. Stop. Easy. Rồi, đi em đây rồi. Cảm ơn em xem video. Hẹn gặp lại anh em những video sau. Đừng quên để lại nút like, đăng ký và comment nhé. Comment đi. Chúc cho phòng ngừng, chúc cho nguyên tố. Rồi, see ya.